Hoài và chị Đức Phong rất là vui khi mà được trở lại cái chương trình lần này của du học đời sống định cư. Thì trong cái lần này thì Hoài và chị Đức Phong rất là muốn chia sẻ với cả quý vị cái cách làm sao để chúng ta lựa chọn được một cái tỉnh bang phù hợp nhất với cả cái nguyện vọng của gia đình, với cả những cái sở thích của cá nhân khi mà đặt chân đến Canada. Vì khi mà nhắc đến Canada thì một cái đất nước rộng lớn thứ hai trên thế giới, đúng không ạ? Yeah, đúng chỉ rồi. Chỉ sau mũi Nga thôi, thì nó rộng lớn gấp hàng trăm lần so với cả Việt Nam. Thì đi về cái chỗ nào, đi về cái vùng nào là một câu hỏi mà chắc là rất là nhiều người quan tâm, đúng không? Vì mỗi một cái vùng tại Canada nó đều có những cái đặc thù về kinh tế, về địa lý, về khí hậu nó rất là riêng, đúng không ạ? Không biết chị Đức Phong đã đi được bao nhiêu tỉnh ở Canada này rồi? Chị đi cũng khá nhiều tỉnh ở đây đó. Giống như mình đi chơi, đi du lịch cho biết. Thì Đức Phong cũng đã từng đi Toronto, BC và BC là mình đi qua Vancouver đó, mình ghé cái đảo Victoria chơi. Thì Tứ Phong cũng đi mấy cái tỉnh khác luôn, Quebec, rồi mấy cái tỉnh còn lại chỉ có như giống như mấy cái lãnh thổ thì chưa đi thôi. Đấy, nó cũng hơi xa. Thì nói chung là lần đầu tiên mình đến cái tỉnh Alberta đây thì mình không phải là mình có cái sự chọn lựa, phải không? Lúc đó thì chị Tích Vong đã qua đây trước cho nên bảo lãnh gia đình qua thì mình chỉ đến đây thôi, chứ không phải mình là những cái người được quyền chọn lựa như du học sinh ấy, thì thường họ phải search, phải không? Qua coi cái tỉnh nào mà thích hợp với cuộc sống du học của họ hoặc là có gia đình bên đây sẵn đó. Đúng rồi. Thì còn trường hợp của Hải thì khi mà Hải đến Alberta là Hải chọn hay là sao? Vâng, em là cũng là người chọn cái tỉnh bang này. Thì đúng như là chị Tức Phong vừa mới chia sẻ ấy, thì mỗi một người đến với cả Canada thì đều có những câu chuyện của riêng mình, đúng không ạ? Có những người đến đây là theo diện đoàn tụ gia đình này, đến đây theo diện là du học sinh này, đến đây là vì được bảo lãnh theo diện là hôn phu hôn thê, đúng không ạ? Thì khi mà đặt vào những tình huống khác nhau thì có lúc chúng ta có sự lựa chọn, có lúc chúng ta không vì chúng ta phụ thuộc vào người khác, đúng không ạ? Thế nên là khi mà đến với tư cách là một du học sinh hay là một người mới đến định cư thì Hải nghĩ là quý vị có quyền đưa ra những cái tiêu chí của mình để chúng ta xác định xem là nên đến tỉnh nào phù hợp với cả mình nhất. Thì Canada là một đất nước rất là rộng lớn, như là Hải với cả chị Đức Phong vừa chia sẻ, thì làm cách nào để có thể chọn lựa được một cái nơi phù hợp nhất với mình. Thì qua cái buổi ngày hôm nay thì Hải mong rằng cái sự trò chuyện giữa Hải và chị Tuyết Phong sẽ giúp cho quý vị hiểu thêm được một cái phần nào đó từ góc nhìn của một người đã sinh sống, học tập và làm việc tại Canada một thời gian rất là dài như chị Tuyết Phong hay là như là Hải. Một thời gian ngắn thôi, 2 năm, nhưng mà mình cũng biết được một số những cái điều nhất định. Thì để quý vị có thêm những cái sự cân nhắc. Tất nhiên là chẳng có cái quyết định nào là hoàn hảo, là hãy đến tỉnh này đi, hãy đến tỉnh kia đi, đó là nơi tuyệt vời nhất cho các bạn, thì Hải nghĩ là không có lựa chọn hoàn hảo đâu. Nhưng mà khi chúng ta có thêm những cái thông tin thì chúng ta có những cái tiếng Anh nó gọi là informed decision, đúng không? Tức là có được cái quyết định được cung cấp thông tin dựa trên những cái thông tin tốt hơn, thì có thể là mình sẽ đưa ra những cái lựa chọn nó sáng suốt hơn thôi, chứ Hải cũng chẳng dám hy vọng rằng ai có một cái lựa chọn gọi là hoàn hảo khi đến Canada, vì Hải nghĩ rằng mỗi một tỉnh thành thì đều có những cái câu chuyện rất là riêng và có những cái sự khác biệt về mặt khí hậu, về mặt kinh tế, về mặt cộng đồng người Việt, đúng không? Hay là về mặt địa lý, tất cả mọi thứ chung Hải thấy rất là khác. Thì bây giờ bắt đầu từ đâu nhỉ? Thì có lẽ là Hải sẽ bắt đầu từ cái câu chuyện là kinh tế Canada, là nhìn tổng quan trước thôi. Thì theo Hải nghĩ rằng Canada là một đất nước phát triển, thì đúng rồi, thì rất là phát triển. Nhưng mà khi mà Việt Nam mà Hải nghĩ về Canada thì Hải chỉ nghĩ được những cái từ khóa chẳng hạn như là chị Đức Phong vừa nói đó, là Toronto, Vancouver, Quebec, đúng không? Thì bây giờ làm thử một cuộc trải nghiệm vui quý vị nhé, tại vì chị Tuyết Phong đã sống ở đây cũng một thời gian dài rồi, cho chị Tuyết Phong thử tự nói cho quý vị khán giả biết mà không cần tra cứu, không cần tìm giấy tờ gì, xem là tỉnh Alberta so với cả các cái tỉnh bang khác thì như thế nào nào. Theo Tuyết Phong được biết là Alberta là cái tỉnh cũng thuộc loại lớn so với những cái tỉnh khác của Canada. Ví dụ sao đông dân, nó nói về cái mặt đông dân thì Alberta đứng hàng thứ tư của Canada sau Quebec, Ontario và BC. Có đúng như vậy không? Đúng, chính xác. Okay, chính xác này. Nhưng mà cụ thể là đông hơn bao nhiêu chị có nắm được con số không?
Tức Phong biết là dân số hiện nay của Alberta chắc trên 4.000, trên 4 triệu dân. 4.000 hay 4 triệu? Nó lộn là trên 4 triệu dân. 4 triệu, đúng rồi. Trên, so, trên nhưng mà so với Toronto thì vẫn còn thua xa, phải không? Bởi vì Toronto chắc hiện nay là dân số trên 7 triệu. Đúng rồi. Tại là cuối cùng Tức Phong qua đó là cách đây khoảng 5 tháng là nó là gần 7 triệu, 6 triệu mấy. Yeah. Bây giờ là coi như cộng dồn tăng thêm các khoản là phần di dân đến đó, chẳng thành ra nó chênh lệch chút. Chênh lệch triệu. Yeah. À, để kiểm chứng lại cái thông tin mà chị Tức Phong vừa mới cả nói với quý vị thì bây giờ Hải sẽ cùng quý vị tìm kiếm thao tác một số thông tin trên internet nhé, để mình xem là hiện tại thì là tỉnh bang Alberta và Canada đang đứng thứ hạng như thế nào ở trên thế giới quý vị nhé. Chúng ta hãy cùng theo dõi. À, vâng thưa quý vị, lúc này thì Hải đang vào trang web Wikipedia, là một trang web bách khoa toàn thư, để tìm kiếm thông tin về Canada. Thì thực ra là nói về những con số thì Hải cũng không nắm chắc được cụ thể là số liệu là về kinh tế hay là về dân số như nào, đúng không? Thì chúng ta hãy cùng nhau xem được các cái nguồn thông tin chính thống xem người ta nói gì về Canada quý vị nhé. Thì hiện tại thì Hải đang nhìn về những cái bảng dữ liệu về kinh tế của Canada so với các nước khác trên thế giới. Thì hiện nay thì Hải đang lấy số liệu cũng khá là đáng tin cậy, vì như quý vị thấy đấy, thì IMF, đúng không, International Monetary Fund, là Quỹ Tiền tệ Thế giới, là một cái tổ chức rất là uy tín. Bên cạnh đấy thì cũng có những số liệu của World Bank, là Ngân hàng Thế giới này, hay là United Nations, là Liên Hợp Quốc. Thì đây đều là những cái nguồn tổ chức rất là đáng tin cậy, nên là Hải nghĩ rằng số liệu này hoàn toàn có thể tin tưởng được. Thì bây giờ chị Tuyết Phong có biết được là Canada hiện đang đứng thứ mấy về kinh tế trên thế giới không? Canada hiện nay là đang đứng thứ 10 rồi, lúc trước là thứ 9. Là cách đây cũng không lâu là đứng thứ 9, bởi vì Canada ảnh hưởng kinh tế đi xuống và cái tầng lớp thất nghiệp thì cũng tăng, cho nên bây giờ nhảy xuống đứng hàng thứ 10. Nhưng mà Tuyết Phong nghĩ là trong tương lai sẽ trở lại cái vị trí thứ 9 hoặc thứ 8. Tùy theo cái kinh tế của chị Đức Phong là thích làm thầy bói đấy quý vị ạ, chứ còn Hải cũng không biết là có leo lên được không. Bây giờ thấy kinh tế vẫn đang suy thoái lắm. Mà suy thoái thì nước nào cũng bị ảnh hưởng, không riêng người Canada. Chưa chắc đâu nha. Trong đó Hải sẽ chứng minh điều ngược lại cho chị Đức Phong thấy. Hiện tại thì trên cái bảng xếp hạng này của Hải thì Hải thấy rằng Mỹ vẫn đang đứng ở vị trí đầu tiên với con số GDP là 18.000 tỷ, thưa quý vị, 18.561 tỷ 934 triệu đô la Mỹ. Đây là con số của đất nước đầu bảng về GDP trên cái số liệu, trên cái bảng số liệu mà Hải đang có. Tiếp theo sau là tới 17.000 tỷ, con số rất là lớn. Còn Canada thì như quý vị nhìn xuống một chút đây thôi, đây thì Canada đứng ở vị trí thứ 10. Chứ Phong nói rất là chính xác, đứng vị trí thứ 10 với con số là 1.532 tỷ 343 triệu đô la Mỹ vào năm 2016 quý vị nhé. Đây toàn bộ là số liệu của năm 2016. Việt Nam đang ở vị trí thứ 48, quý vị thấy không ạ? Việt Nam là 48 với con số GDP của chúng ta là 200.493 triệu đô la Mỹ. Đây, quý vị có thấy không ạ? Đấy, thì 48 cũng không phải nói tệ lắm đúng không? Rồi quay trở lại cái câu chuyện về các tỉnh bang, thì ở đây Hải có cái bảng số liệu khác về sự đóng góp. Không biết là quý vị có nhìn rõ không ạ? Để Hải sẽ zoom lại gần cho quý vị nhìn tốt hơn nhé. Đây ạ. Ở đây thì là cái bảng đóng góp GDP của các tỉnh bang. Quý vị thấy rõ rồi đúng không ạ? Thì là hiện tại thì như Thứ Phong cũng chia sẻ từ đầu đó, thì đứng đầu bảng thì là Ontario, sau đó là Quebec, rồi đến Alberta và BC. Thì đây là bốn cái tỉnh bang mà nếu như mà quý vị mà có sang đây ấy, thì nghe thấy rất là nhiều về đây là bốn cái tỉnh bang phải nói là kinh tế mạnh nhất của Canada rồi đúng không ạ? Canada của mình là có 10 tỉnh ha, và 3 vùng lãnh thổ. Thì Tức Phong sẽ đi từ bên trái qua bên phải. BC ha, là British Columbia, đây Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec. Thì mình có là New Brunswick ở đây, Nova Scotia, Newfoundland, Labrador. Ở trên đây thì mình có 3 vùng lãnh thổ là Yukon, mình có Northwest Territories và cái vùng Nunavut. Wow, ba vùng lãnh thổ này chiếm phải đến gần một nửa diện tích của Canada, quý vị thấy không đúng ạ? Rồi, rất là lớn rồi. Đúng không? Nhưng về dân số thì Hải nghĩ rằng đông hơn vì đây nhá, chúng ta cùng hãy xem xét con số cụ thể luôn nhá, để chúng ta biết rằng cái tỉnh bang Alberta của Hải với cả chị Thuyết Phong nó lớn như nào nhá.
À, chứng minh bằng con số luôn này. À, đây quý vị có thấy không ạ? Thì đây là số liệu mà Hải đang cập nhật từ cái cục thống kê của Canada, Statistics Canada. Nên là rất là đáng tin cậy thưa quý vị. Thì đây là số liệu vào năm 2015, nhưng mà Hải thấy rằng nó cũng khá là đại diện cho cái tình hình kinh tế chung của Canada. Thì quý vị thấy đấy, như là chị Thu Phong vừa đề cập đến thì là đây Hải sẽ sắp xếp theo thứ tự là GDP giảm dần nhé, tăng dần này. Đây quý vị thấy không ạ? Thì Ontario đứng đầu bảng, đúng không ạ? Với 7, đây là đơn vị là triệu rồi, thì là 763.276 triệu đô Canada, đúng không ạ? Thì đứng vị trí đầu bảng. Và Hải đọc được một số thông tin rằng nếu như mà coi Ontario là một đất nước, ý chị Thuy Phong, thì cái đất nước Ontario sẽ có GDP đứng hàng thứ 20 trên thế giới. Khá là bất ngờ so với cả cái expectation của Hải từ đầu. Vì không nghĩ rằng một cái tỉnh bang của Canada thôi mà đứng hàng thứ 20 trên thế giới. Thì đây về Quebec. Về Quebec thì là 380.972 triệu, quý vị thấy không ạ? Alberta là nhỏ hơn một chút, 326.433 triệu. Và cuối cùng là British Columbia là top 5, top 4 đấy, em trong top 4. Như vậy là nãy Thức Phong nói là gì, thứ tư là dân ha, bây giờ Alberta là nó nằm thứ 3, đúng nằm rồi. trên BC. Trên BC luôn. Dạ. Quý vị thấy những con số này rất là chênh lệch với những con số còn lại của mấy cái tỉnh và cái vùng lãnh thổ khác, không nhìn nữa, con số rất là chênh lệch. Đúng rồi ạ. Yeah. Đây thì đây là ba cái tỉnh mà con số quý vị thấy là lên đến hàng là chục triệu, đúng không ạ? Tức là chục ngàn, chục ngàn, xin lỗi quý vị, là chục ngàn triệu. Còn đây là con số chỉ là bao nhiêu thôi, mấy chục thôi, đúng không? Mấy chục ngàn triệu lại thôi. Ở đây nó có ít lại nữa. Đang ít xíu. Như vậy rằng hôm nay là chắc là quý vị cũng biết thêm được một cái thông tin khá là thú vị, đúng không ạ? Tức là kể cả chị Thuyết Phong mà kể cả Hải cũng thấy nhiều lúc, tại vì những cái số liệu mà mình biết được từ sách vở có thể là nhiều năm rồi, đúng không? Đúng là... rồi quý vị, nhiều khi mình ở Canada chứ chưa chắc là mình nắm những con số này, là cái này là mình chỉ coi trên thống kê thì mình mới biết được nó chắc chắn như thế nào cụ thể. Còn nhiều khi mình nói ở đây chứ mấy chục năm chứ không phải ai cũng là hỏi ra cái GDP của tỉnh mình nhiêu và dân số của mình nhiêu. Đúng rồi. Cái này khéo dân quốc tế nắm được còn chắc hơn cả dân. Bây giờ một cái thông tin nữa mà Hải rất là muốn chia sẻ, và cũng là một cái lý do mà Hải chọn cái tỉnh bang Alberta. Chị Thu Phong biết lý do gì không? Có phải là thu nhập không? Chính xác. Tại vì cuối cùng dù có đi học hay là dù có định đúng cư rồi, thì đều phải có một công việc. Tại vì mình đi qua du học đó, đúng rồi, mình kiếm cái nghề nào thì mình muốn là sau khi tốt nghiệp cũng tìm được cái việc làm mà có cái mức thu nhập nó cũng tương đối là trên trung bình. Và chị Thu Phong biết là vị trí của Alberta là thu nhập bình quân đầu người là đứng thứ bao nhiêu của Canada không? Theo Thu Phong biết là cái trung bình của thu nhập của Canada là đứng around khoảng 41.000 mấy, phải không? 41.000 mấy. Nhưng mà cái thu nhập của tỉnh Alberta mình đứng thứ nhì của Canada là 53.000. Trung bình khoảng 53.000 mấy đó. 53.000 mấy. Dạ, nó chỉ đứng sau cái Northwest Territories cũng 53.000 nhưng mà nó cao hơn một chút. Vâng. Và như quý vị có thấy thông tin này rất là chính xác, vì Hải Chữ Phong đang xem xét cái số liệu về cục thống kê Canada đấy, chia sẻ với quý vị có thể thấy trên cái bảng dữ liệu, đúng không ạ? Là 53.000 là con số của tỉnh bang Alberta. Còn cái mức trung bình của đất nước Canada ấy thì chỉ ở cái mức là 41.000 thôi. Như vậy là so với cả 43-41 là cũng hơn 10.000 đó, hơn 10.000 một năm là cũng rất là đáng kể. Coi như đứng hàng chỉ thứ nhì chỉ sau cái thằng Northwest Territory sao không? Dạ, nhưng mà tỉnh như Hải biết là mấy cái tỉnh lớn như là Ontario, Quebec và BC thì nó nằm ở bao nhiêu không? Nằm ở dưới mức trung bình của Canada, đúng không? Là tương đối bao nhiêu? Như cái số liệu mà quý vị thấy đấy, cái này Hải sẽ phải refer ra cái bảng để nói cho chính xác, đúng không? Yeah. Như quý vị thấy ở trên cái bảng này là số liệu của Ontario là 42.000, đúng không ạ? BC là 40.000, vâng ạ, và Quebec là 36.000. Như vậy là GDP rất là nhiều, dân rất là đông, nhưng mà thu nhập bình quân đầu người thì lại rất là thấp so với cả cái mức của tỉnh bang Alberta. Cho nên không phải là quý vị đến cái tỉnh lớn đó là quý vị có thu nhập nhiều hơn đâu, chưa hẳn như vậy, phải không? Nó tùy thuộc vào cái kinh tế của mỗi thành phố nữa. Vâng. Khái niệm GDP đầu người là thể hiện là mức GDP chia trên tổng số dân để xem là dân số, tức là tính trên đơn vị là mỗi một dân số đóng góp được bao nhiêu cái GDP, đúng không ạ? Thì ở đây quý vị thấy không? Thì Hải sẽ lại sắp xếp theo thứ tự từ
từ trên xuống dưới nhá. Thì đây, đây là cái cột, đây là cái cột, đây quý vị thấy không ạ? Đây ạ, đây, Hải sẽ chỉ tay cho quý vị nhìn cho dễ nhá. Thì đây, đây là cái cột thể hiện cái GDP đầu người, đơn vị cũng là, đơn vị ở đây là đô Canada thôi. Tại vì đây là đầu người mà quý vị, nên là nó không thành triệu triệu như đất nước được. Thì quý vị thấy đấy, đứng đầu bảng, đứng đầu bảng chị Thức Phong, biết không, đứng đầu bảng lại là Northwest Territories, đúng không ạ? 109.000. Đó, tức là dù là một vùng lãnh thổ nhưng mà cái GDP đầu người rất là cao. Tại vì sao? Vì dân số, quý vị thấy không, dân số ở cái vùng lãnh thổ này chỉ có 44.244 người thôi. Nên là khi chia tổng GDP cho số dân ấy thì nó ra con số rất là to, hơn 100.000 đô Canada. Rất là lớn đúng không ạ? Dạ đúng. Đứng vị trí thứ hai là Alberta. Quý vị thấy không, có 78.100 đô Canada là đóng góp GDP trên đầu người tại tiểu bang này. Đấy, và tiếp theo là các vùng dân ít khác chị Thuyết Phong nhé, là Yukon đúng không ạ, Saskatchewan, Nunavut, Newfoundland and Labrador. Đây là các cái tỉnh và các cái vùng lãnh thổ rất là ít dân, quý vị thấy không ạ? Nên là chúng ta mới có con số là 72.000, 70.000, 66.000, 56.000. Còn khi mà nhắc đến mức bình quân của Canada, đây cái dòng giữa này là mức bình quân của Canada nhá, thì là 55.000 thôi. Và quý vị thấy không ạ? Ở đây là Ontario, là cái tỉnh mà chúng ta vừa nói là lớn đấy chị Thu Phong. Thì mức đóng góp trên đầu người chỉ là 55.322 đô Canada thôi. Như vậy là so với cả cái mức của Alberta là vẫn thấp hơn phải đến mấy chục phần trăm đấy chị Thu Phong ạ. Đúng rồi. Đúng không ạ? Và so với cả những cái vùng lãnh thổ này thì chỉ bằng có một nửa thôi. Đúng không? Quý vị thấy đấy, bằng có một nửa thôi. Và một cái tin vui khác mà Hải muốn khoe với quý vị, cũng như là một cái lý do mà Hải muốn chia sẻ là tại sao Hải đã chọn tỉnh bang Alberta. Quý vị hãy nhìn sang cái cột cuối cùng nhá. Cột là cột nó về thu nhập. Thu nhập, average total income của mọi người là cái mức thu nhập. Thì chị Phong có biết được cái thông tin là thu nhập đầu người của Alberta là đứng vị trí thứ hai như trên bảng số liệu này đưa ra không? Dạ. Đấy. Tức là Canada thì có rất nhiều tỉnh và vùng lãnh thổ. Và Alberta, nơi mà chị Thức Phong với Hải đang sống, thì có thu nhập bình quân là 53.408 đô la Canada. Con số này nó rất là xê xích so với là cái đứng đầu là Northwest. Không nhiều lắm đúng không ạ? Không có nhiều, không... rất là xê xích. Nhưng quý vị thấy là 53.408. Còn so những cái tỉnh lớn khác thì con số như nào? Còn cái tỉnh lớn khác là cái tỉnh coi như Ontario hay là 42.643. Và BC là 40.196, Manitoba là, Quebec là 36.491. Đấy, như vậy là các tỉnh kia mặc dù là dân số đông hơn, mặc dù là đóng góp về mặt GDP cũng có vẻ như là lớn hơn hoặc ít hơn so với cả Canada, nhưng khi mà quy ra cái mức thu nhập bình quân đầu người, đúng không ạ? Thì Alberta của chúng ta vẫn là một cái nơi mà cũng khá là đáng sống đúng không? Vì thu nhập có vẻ như là cao hơn các tỉnh khác. Thì cho nên Alberta, cái phòng đọc research mới đây thì nói là Alberta là cái tỉnh, một trong những tỉnh phồn thịnh nhất của những cái tỉnh khác của Canada. Cái tỉnh đáng sống. Đúng rồi. Đáng sống nhất. Đáng sống, không biết còn đáng không, nhưng mà tỉnh rất là lạnh, nhưng mà nhìn mức thu nhập này cũng gọi là ấm lòng hơn một chút đúng không ạ? Mặc dù đây không phải là tiền của mình, nhưng mà đây là con số nó về cái mặt bình quân của cả tỉnh, thì mình thấy rằng cũng khá là đáng mừng cho những người mà đang ở Alberta của chúng ta. Như vậy là vừa rồi là những cái số liệu thống kê và Hải và chị Tuyết Phong có chia sẻ. Nhưng mà ngoại trừ những cái con số khô khan như vậy thì không biết là có cái gì quyến rũ ở tỉnh bang Alberta này của chúng ta mà chị Tuyết Phong, là một dân cư lâu năm, có thể chia sẻ cho quý vị được không? Tuyết Phong nghĩ là cái Alberta của mình là cái tỉnh cũng thuộc loại xếp loại đẹp nhất, những cái cảnh đẹp trên thế giới. Và mặc dù ở đây mình không thích tuyết ha, mình không thích những cái vùng thảo nguyên mà khô khan cằn cỗi, nhưng mà ngược lại những cái người ở những cái nước khác mà lại thích. Ví dụ mình có những cái ngọn núi như Palm ha, mình có Palm, mình có những cái khu mà mấy cái vườn thiên nhiên giống như Wood Buffalo, mình có những cái Jasper cũng rặn núi, những dãy núi và dinosaur, mình có những cái di tích, những cái chỗ công viên khủng long đúng không? Công viên khủng long á. Công viên khủng long. Và những quý vị nhìn qua Alberta thì thấy nói chung là miền núi, triền núi đó, triền núi và những cái cảnh thảo nguyên nó nhiều hơn. Nó nhiều hơn là vùng biển như là BC. Mà những cái cảnh này quý vị rất là đẹp.
Nói chung là mình đến mình du lịch rất đẹp. Nói chung đây là rất là thiên vị cho Alberta với liên quan tới Toyota quý vị ạ. Không, nhưng mà so với BC đó, BC nó cũng có cái đẹp riêng, phải không? Giống như nước, vùng đồi, nước, biển, sông, núi thì cũng nó cũng có cái đẹp. Mỗi vùng nói chung nó có cái nét đẹp riêng. Hai, chị Tuyết Phong sẽ có thêm một số những cái video gọi là nối tiếp với cả video này để nói rõ hơn về từng tỉnh bang. Vì hôm nay chỉ là cái phân tích, cái breakdown dựa trên cái số liệu thống kê về kinh tế cũng như dân số thôi, thì cũng chỉ là một phần của cuộc sống thôi. Vì bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều những cái mảng màu khác mà chúng ta có thể khai thác được ở mỗi tỉnh, đúng không? Hồi đây kỳ sau đi, mình sẽ đi chi tiết vào những cái vùng, những cái hoàn cảnh mà thu hút lòng người đó. Vâng, okay. Rất là mong sự chào đón tiếp theo của quý vị dành cho series chương trình du học, đời sống và định cư. Cảm ơn sự theo dõi quý vị tuần này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Xin kính chào tạm biệt.